Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với nội dung chia sẻ tiếp theo. Mình là Thuận Ý. Ở trong nội dung này mình xin chia sẻ cho các bạn cách mà chúng ta tư duy về mặt listing, là tại sao listing lại quan trọng. Tức là gì ạ? Tức là chúng ta phải hiểu được tầm quan trọng của việc làm listing thì chúng ta mới nỗ lực cố gắng đầu tư để làm một listing thật là đẹp để có thể chinh phục được khách hàng, đúng không ạ? Giả sử như bạn bán một sản phẩm là một cây cào BBQ đồ nướng chẳng hạn, bởi vì bạn biết rằng là người Mỹ họ cũng rất thích ăn đồ nướng, và khi họ ăn những đồ nướng này thì họ cần phải có một dụng cụ để vệ sinh, và việc bán dụng cụ vệ sinh này cũng sẽ mang lại một số tiền khổng lồ. Minh chứng cho điều này là các bạn thấy rằng là cũng có rất là nhiều các seller bán, đây là chất liệu bằng gỗ nhé, cho nên là các bạn thấy rằng là đây là từ khóa khá là ở ngách, cho nên là kết quả nó ít. Còn nếu như các bạn dùng mọi chất liệu thì chúng ta sẽ thấy rằng kết quả sẽ rất là nhiều. Khi chúng ta trải nghiệm với tư cách là khách hàng thì chúng ta chỉ có thể tìm được sản phẩm của một seller thông qua các hình thức sau. Thứ nhất, đó chính là thông qua từ khóa. Và khi chúng ta gặp được seller thì chúng ta sẽ nhìn thấy các công cụ như ở trước mặt, như các bạn đang nhìn, đúng không ạ? Chúng ta chỉ nhìn thấy chữ và hình ảnh. Giả sử như chúng ta không đầu tư về mặt chữ và hình ảnh đẹp như thế này thì chúng ta không thể có một điều kiện nào để có thể tư vấn trực tiếp cho khách hàng cả, đúng không các bạn? Khi chúng ta không gặp được khách hàng, không tư vấn được khách hàng thì công cụ duy nhất giúp chúng ta có thể chinh phục được khách hàng đó chính là listing. Listing sẽ bắt đầu từ hình ảnh, và bạn phải đầu tư một bộ ảnh thật chuyên nghiệp. Điều này có nghĩa là các bạn cần phải có kiến thức về mặt Photoshop ạ. Cũng không hẳn như vậy, các bạn hoàn toàn có thể thuê những chuyên gia về lĩnh vực này để hỗ trợ cho các bạn. Quan trọng là các bạn đưa ý tưởng, đúng không ạ? Đây là một ví dụ về mặt listing đẹp nhé. Cũng vẫn một sản phẩm khá là tương đồng như thế. Giả sử như đây là một sản phẩm khác, các bạn thấy không ạ? Làm listing chưa được đẹp lắm. Cũng có hộp bao bì như thế này, nhưng chưa được đẹp lắm, đúng không các bạn? Giá sản phẩm là 16,95. Giá sản phẩm bên này cũng 16,95. Nếu như giả sử bạn là khách hàng thì bạn sẽ mua của ai? Theo mình thì mình sẽ mua sản phẩm của bên bạn là bên này, bởi vì bạn ấy làm listing rất là đẹp. Hơn nữa là đang có rất là nhiều khách hàng review ở đây. Còn trường hợp tiếp theo, còn ở trường hợp này các bạn thấy không ạ? Cũng bán với bằng giá nhưng chưa có bất kỳ một review nào. Các bạn thấy không ạ? Chưa có bất kỳ một review hoặc một feedback đánh giá nào. Đây, các bạn nhìn thấy không ạ? Ở bên dưới cũng chưa có một cái gì cả. Tất cả trống trơn, các bạn thấy không ạ? Như vậy là trải nghiệm của khách hàng với sản phẩm này rõ ràng là kém hơn rất nhiều so với sản phẩm bên cạnh ở đây, các bạn thấy không ạ? Listing rất là chuyên nghiệp và đẹp mắt. Đây là một phương pháp mà các bạn listing rất là đẹp và mình hoàn toàn có thể hỗ trợ được các bạn trong trường hợp các bạn cần tư vấn. Đây, một sản phẩm được mô tả rất chi tiết, cụ thể. Kèm theo đó là những phần như là questionnaire answer, các bạn thấy không ạ? Rất chi tiết, rất cụ thể. Và đây, đặc biệt là các review feedback của khách hàng. Những review từ 4 sao và 5 sao trở lên rất là nhiều. Như vậy là, để cơ bản các bạn hình dung là chúng ta cần phải đầu tư về mặt hình ảnh, về mặt câu từ thì chúng ta mới chinh phục được khách hàng. Còn nếu như chúng ta không đầu tư thì sẽ giống như sản phẩm như ở bên này, thì rõ ràng là khả năng có thể chinh phục được khách hàng là thấp hơn rất nhiều. Đó chính là tầm quan trọng của listing mà các bạn cần phải chú ý đến trong quá trình bán hàng trên Amazon. Nếu như bạn làm chưa tốt, chúng ta hãy cùng tối ưu. Và trong trường hợp các bạn chưa biết phương pháp tối ưu như thế nào thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với mình hoàn toàn có thể hỗ trợ các bạn được. Và mình là Thuận Ý. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung chia sẻ tiếp theo. Xin chào.